Mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay. Và hôm nay vòng tay của mình sẽ có tên của một món ăn đường phố, đó chính là bánh đồng xu phô mai nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha mọi người. Mọi người cùng theo dõi mình làm nha. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm vòng tay. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có dòng chữ bánh tráng trộn sốt trứng, bánh tráng trộn sốt trứng nhá. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm, đó là một món ăn của đường phố Việt Nam mình nha. Đầu tiên là mình sẽ bắt đầu với một xanh lá mạ. Đây nha, đây là phần màu xanh lá mạ của mình nha mọi người. Mọi người ơi, đây là phần màu xanh lá mạ của mình nha. Tiếp theo bây giờ mình sẽ sổ đến phần tiếp theo mình sẽ sổ đến phần vàng nhạt đi. Đây nha mọi người, đây là phần màu vàng nhạt của mình, đây là phần màu xanh lá cây của mình nhé. Mọi người ơi, đây là hai màu mình đã xỏ vào, màu vàng nhạt và màu xanh lá mạ. Tiếp theo bây giờ mình sẽ xỏ đến màu hồng. Đây nha mọi người, đây là phần màu hồng của mình nha, là phần màu hồng của mình. Mọi người ơi, đây là phần màu hồng của mình. Bây giờ mình sẽ tiếp tục với hạt chữ nha. Có nghĩa nó không đi làm mà hay nó trên kia. Xíu ạ. Qua đường nữa xíu ạ. Ui, em đang định vào đấy xong.
mày quá, em vòng đi chỗ khác không thì hơi quá em vào đấy mà. Mày quá không gặp người làng, gặp người làng ngại lắm. Tên đi kìa à? Sao không, đi với bạn mà. Tên đi với bạn. Đi với em gái. Rồi. Vẫn ngại. Chắc thì đã biết mà cứ đối với mình cho mày. Đâu có ai đâu. Cái gì hết bạn? Bọn em đi chủ yếu để chụp ảnh. Thì thế nào chẳng phải gặp. Đi từ mình đi lên quán đấy rồi. Ừ, đi quán đấy mà. Thế đi xíu rồi. Không, lúc mà đi đến ngã tư huyện là ôi thôi quán đấy xa lắm, thôi không đi nữa đâu. Là định vòng vào xíu rồi. Nhưng mà sao lại đi lên xíu? À sao lại đi lên Blueberry? Đặt về được. Xít cỏ. Mọi người ơi, chiếc vòng của mình sắp hoàn thành rồi nha. Mọi người ơi, đây là chiếc vòng sắp hoàn thành của mình nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục câu hỏi nhé. Mọi người, chiếc vòng của mình đã hoàn thành rồi nhá. Video của mình đến đây cũng là kết thúc. Nếu các bạn thích thì có thể cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh nhá. Còn bây giờ thì xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Các bạn ơi, chiếc vòng của mình đã hoàn thành rồi này. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì có thể cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Xin chào tất cả.